Dạ vâng, em Hà xin kính chào quý anh chị cùng quý nhà đầu tư nhé. Và hôm nay em Hà tiếp tục đi săn cho quý anh chị chúng ta được một lô đất nền thuộc trung tâm thị trấn Yên Hòa, huyện Chư Bứ quý anh chị nhé. Và lô đất của chúng ta là nó bám theo cái con đường anh hùng núp như thế này quý anh chị nhé, là được 10m và sâu 40,5 và có 100m2 đất ở đô thị của quý anh chị nhé. Đây là lô đất của chúng ta rất chi là gần trường mẫu giáo này quý anh chị nhé. Và cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý anh chị chúng ta di chuyển đến trung tâm hành chính của huyện Chư Bứ, cũng như là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, bệnh viện, ngân hàng, bán kính là chỉ 700m thôi. Và ra đến quốc lộ 14A, tuyến xe khách chạy Bắc Nam thì bán kính là 400m, cũng như là ra đến trung tâm chợ quý chị. Và lô đất của chúng ta có bề ngang 10m đây quý anh chị nhé. 10m, quý anh chị sẽ tính là từ cái mép nhà này, mép nhà bên này trừ ra 5m và tính theo cái ranh đó và hất sang phía bên này là 10m là đất của chúng ta quý anh chị nhé. Đó, 5m thì nó đến đây quý anh chị. Đó, nó đến đây quý anh chị. Đó. Và hất sang phía bên này là 10m đấy. 10m sâu 40,5 và 100m2 đất ở đô thị. Thế đất là bằng phẳng so với đường như thế này quý anh chị nhé. Ở đây là khu vực ô bàn cờ quý anh chị nhé. Ở đây buôn bán rất là tốt này quý anh chị. Ở đây thì có cà phê tạp hóa. Dưới này thì có cắt tóc gội đầu này. Ở đây thì đang buôn bán cây cảnh này, vườn ươm này quý anh chị này. Đây thì những cái nhà biệt thự rất là nhiều, điện đường đầy đủ, wifi đầy đủ hết. Nói chung là đất trung tâm thị trấn thì không có thiếu một thứ gì quý anh chị nhé. Bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta theo chân em Hòa vào xem cái mảnh đất này nhé. Và em cũng xin công bố cái mức giá bán mà gia chủ mong muốn là 850 triệu nguyên lô quý anh chị nhé, tương đương với 85 triệu trên 1m. Lô đất của chúng ta là 10m quý anh chị nhé. Thế đất là bằng phẳng so với đường, bằng phẳng so với đường này quý anh chị này. Và ở đây thì đang làm vườn ươm như thế này quý anh chị nhé, buôn bán cây cảnh cũng như là vườn ươm. Ranh giới của chúng ta là cái hàng rào đây quý anh chị nhé. Đất là vuông luôn, đầu người cả đuôi cũng 10 quý anh chị nhé. Với lợi thế của lô đất này nằm ngay trong khu vực trung tâm của huyện Chư Bứ thì quý anh chị có thể kinh doanh đa dạng ngành nghề quý anh chị nhé. Chúng ta mua đầu tư để dành cũng được, mà chúng ta mua định cư sinh sống, con cái đi học thì thuận tiện này. Đó, vừa mặt tiền buôn bán cũng rất là tốt quý anh chị nhé. Với mức giá chỉ có 850 triệu thôi, sở hữu ngay một lô đất 10m, 10m trung tâm thị trấn Chư Bứ quý anh chị nhé. Và quý anh chị nào chúng ta quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì liên hệ cho em Hòa với số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Cái bàn Zalo em sẽ gửi đầy đủ thông tin để quý anh chị nắm bắt rõ hơn về sản phẩm lô đất này nhé. Em Hòa xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ạ.